Chào các bạn, chúng ta tiếp tục chuỗi video clip hướng dẫn thực hành kinh tế lượng trên eView. Video thứ 5, luyện tập với đề thi thực hành eView. Thông qua 4 video trước thì chúng ta đã biết cách thực hiện các thao tác cơ bản trên eView rồi, nhưng để thuần thục thì vẫn cần phải có thêm thời gian để luyện tập. Vừa để rèn kỹ năng thực hành tổng hợp, dùng nhiều thao tác liên tiếp, vừa để ôn lại các lý thuyết kinh tế, các mô hình kinh tế thường gặp. Bởi vì cùng một thao tác kiểm định cho hệ số chặn, nhưng ở trên các mô hình khác nhau thì chúng ta có thể có các câu hỏi. Các yêu cầu thực hiện lại có thể khác nhau. Về hình thức của một đề thực hành thì mình thấy phần đầu tiên là mô tả tên của biến và số liệu của các biến. Phía dưới là các yêu cầu để chúng ta thực hành trên máy. Với mỗi yêu cầu thì chúng ta có một ô ghi kết quả bên cạnh. Việc của mình là sẽ thực hành trên eView và ghi kết quả uh, eView hiển thị vào đây. Với 8 đề, mình chỉ giải chi tiết hai đề đầu tiên. Với 6 đề tiếp theo, mình sẽ tập trung vào những ý hỏi được coi là khó và nó nổi bật trong đề bài. Chúng ta tới với đề đầu tiên. Trước hết cần phải tạo ra Word file và nhập số liệu vào. Chúng ta ấn vào file, chọn làm mới, tạo mới một cái file làm việc. Định dạng số liệu, đương nhiên chúng ta sẽ chọn số liệu chéo rồi. Thông thường một đề view sẽ có 10 quan sát cho mỗi biến. Tiếp theo là việc nhập biến. Chúng ta chọn vào Quick, nhóm trống và chúng ta có thể nhập thủ công tên các biến số này vào. Các quan sát lần lượt là 6, 8, 9, 1. Vâng, chúng ta nhập hết sạch tất cả 10 quan sát này vào. Sau khi nhập xong, chúng ta cần kiểm tra kỹ lại một lần nữa. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ cần nhập sai một quan sát thôi, sai một số thôi là sẽ kết quả của bài thi sẽ khác hoàn toàn. Kiểm tra xong, chúng ta sẽ ấn vào Edit để lưu. Um, kinh nghiệm là mình sẽ để nguyên cái bảng này ở đây bởi vì chúng ta sẽ thực hiện các yêu cầu tiếp theo sẽ có yêu cầu về thống kê mô tả yêu cầu số 1 lượng hàng bán được trung bình của hàng hóa A và câu 1 ý 2 là độ lệch chuẩn của hàng hóa A chính là các thống kê mô tả chúng ta ấn vào view chọn vào thống kê mô tả để xem xét lượng bán thì là y và lượng bán trung bình thì là 17,2 đôi chuẩn của giá hàng hóa tức là x. Đây chính là độ lệch chuẩn. Câu 2 ý 1, hệ số tương quan của hệ số tương quan chúng ta sẽ vào view chọn correlation. của giá và giá hàng hóa thay thế tức là của x và z. Nó đây rồi. Câu 2 ý 2, hiệp phương sai giữa giá hàng hóa, hiệp phương sai chúng ta sẽ vào view chọn vào covariance giữa giá hàng hóa và giá hàng hóa thay thế tức là giữa x và z nhưng mà tại nước ngoài tại nước ngoài thì là d1 nó bằng không chúng ta gõ lệnh giới hạn giới hạn phạm vi làm việc của mẫu là d1 bằng không enter đây chính là giá trị cần tìm lấy lại cái thông mẫu tức là chúng ta phải làm lại với cả 10 quan sát rồi Trước khi vào y3 hồi quy lượng dạ, lượng bán theo giá hàng hóa. ECX như này. Và chúng ta có thể đóng bớt cái cửa sổ này không cần dùng nữa rồi. Câu 3 y 1, ước lượng điểm lượng bán tăng khi giá giảm một đơn vị. Có nghĩa là ý nghĩa của cái hệ số uh, hệ số góc này rồi. Uh, uh, bởi vì nó âm cho nên là x tăng y nó sẽ giảm và lượng giảm cho nó lấy trị tuyệt đối, đối là được. Câu 3 ý 2, hệ số góc có ý nghĩa thống kê không? Để trả lời có hay không thì mình chỉ cần nhìn vào cái PVLU của cái bệnh T thôi là đủ. Ngoài ra thì để lấy PVLU được nhiều giá trị sau dấu phẩy hơn thì chúng ta có thể gõ vào hộp kiểm định. Mua, gõ C2 bằng 0. Đây chính là giá trị PVLU, nó dài. Với hồi quy đơn thì đặc biệt là chúng ta có thể nhìn ngay vào cái bảng kết quả hồi quy này, nó chính là giá trị này luôn. Câu 4 đi 1 giá tăng 1 đơn vị thì lượng bán giảm 5 đơn vị đúng hay không? Thì uh, tức là cái hệ số của x này nó có phải là bằng chữ -5 hay không? Beta 2 có bằng chữ -5 hay không? Nếu bằng chữ -5 thì rõ ràng là x tăng 1 y sẽ giảm 5. Và chúng ta gõ vào hộp kiểm định. C2 bằng chữ -5. đây chính là h0 và pvlu lớn như thế này cho phép chúng ta chấp nhận giả thuyết h0 có nghĩa là cái uh, kết luận này là đúng chúng ta ghi là d và pvlu của kiểm định f chúng ta lấy giá trị này câu 4 i2 có thêm có nên thêm biến giá hàng hóa thay thế vào mô hình 1 hay không thì chúng ta sẽ thực hiện kiểm định thiếu biến vào view chọn vào kiểm định omitted và chúng ta gọi biến z vào à, Với kiểm định này thì H0 là hệ số của biến Z nó bằng 0 Tức là chúng ta không cần thêm biến Z này vào mô hình P value nhỏ hơn 0.05 cho phép chúng ta bác bỏ giả thuyết H0 Và nghĩa là biến Z là cần thiết Chúng ta ghi là có và thống kê F tương ứng thì 5.68 Câu 5 ý 1, mô hình 1 có thiếu biến không, và kiểm định ram xây thêm một biến. Chúng ta vào view, chọn đến cái cái test thứ ba mà có ramsey chúng ta ấn vào và gõ số 1 bởi vì thêm một biến. Hãy nhớ rằng ramsey là một kiểm định lỗi và với các kiểm định lỗi thì H0 là mô hình tốt. Mô hình tốt với ramsey có nghĩa là mô hình đủ biến và có dạng hàm đúng. Dựa p value của kiểm định F chúng ta kết luận là bác bỏ H0, có nghĩa là mô hình của chúng ta không tốt. Không tốt thì nghĩa là nó thiếu biến rồi, chúng ta sẽ ghi là có. Và p value Câu 5 ý 2, một có phương sai thay đổi không và theo kiểm định Y. Chúng ta vào view. Ở đây chỉ có một biến độc lập thôi nên chúng ta sẽ chọn Y có tích chéo hay không có tích chéo đều được. Kiểm định Y cũng là một kiểm định phát hiện lỗi cho nên H0 là mô hình tốt. Mô hình tốt với trường hợp này là phương sai đồng đều. P cho phép chúng ta nhận H0 và do đó chúng ta sẽ ghi là K vào đây bởi vì bài hỏi là có thay đổi không. Mà chúng ta chấp nhận là phương sai nó không đổi thì nó ghi được không? Pvalue của F. Trước khi sang ý 6 thực hiện hồi quy lượng bán theo giá và biến giả phân loại thị trường. Tức là X và D1. Kết quả. Câu 6 ý 1, lượng bán của hai thị trường có thực sự khác nhau hay không? Thì với những câu hỏi biến giả chắc chắn người ta sẽ hỏi chúng ta về cái hệ số của biến giả và đây, nếu mà hệ số của biến giả bằng 0 thì có nghĩa là lượng bán của hai thị trường là không khác nhau, còn nếu khác không là có. Yêu cầu này dẫn tới việc thực hiện kiểm định ý nghĩa thống kê cho hệ số của D1. Chúng ta nhìn ngay ở kiểm định uh, T này là có thể kết luận được rồi. P value nhỏ hơn 0.05 thì có nghĩa là hệ số của D1 là có ý nghĩa thống kê và lượng bán của hai thị trường là khác nhau. Chúng ta khi sẽ ghi là có. thống kê T tương ứng thì nó chính là giá trị này. Câu 6 ý 2 Lượng bán nội địa thấp hơn thị trường nước ngoài 10 đơn vị là đúng hay sai Thì cái lượng tranh lệch đấy nó chính là của D1 Hệ số D1 âm Thì có nghĩa là nội địa nó sẽ thấp hơn so với cả nước ngoài Trừ 8,329 đơn vị để lấy ưu lượng điểm Và chúng ta cần phải thực hiện kiểm định Xem thực tế là nó có bằng 10 hay không Thì tức là cái hệ số beta 1 Xin lỗi hệ số beta 3 có bằng trừ 10 hay không Chúng ta sẽ gõ vào hộp kiểm định là C3 bằng 10. Enter. Đây chính là H0. Nếu H0 được chấp nhận. Thì lượng bán nội địa sẽ thấp hơn thị trường bên nước ngoài là 10 đơn vị. Với PVLU này thì cho phép chúng ta chấp nhận H0 rồi. Như vậy ý kiến là đúng. Và PVLU chúng ta sẽ ghi giá trị 0.628. Câu 7 ý 1. Có thể thêm biến giá hàng hóa thay thế. Và mô hình 2 hay không. Thì chúng ta sẽ thực hiện kiểm định thiếu biến. Vỡ Z vào. À, H0 hệ số của Z bằng 0, cho nên H0 có nghĩa là chúng ta không cần thêm biến Z vào. Và P value này cho phép chúng ta nhận H0. Nhận H0 thì là không cần thêm. Chúng ta sẽ ghi là 0 và thống kê F tương ứng thì là giá trị này. Câu 7 ý 2. Mô hình 2 có thiếu biến không? nếu mà hỏi ở thiếu biến mà không chỉ ra là biến nào ấy, thì chúng ta sẽ thực hiện kiểm định Ramsey ở đây người ta cũng hướng dẫn chúng ta đến kiểm định Ramsey thêm một biến rồi thì mình sẽ gõ một còn nếu không hướng dẫn là một hay hai biến chúng ta sẽ mặc định là gõ một dựa vào p của app để kết luận thì H0 là mô hình tốt tức là không thiếu biến p nhỏ hơn 0.05 bác bỏ giả thuyết là mô hình đang tốt thì chúng ta sẽ thấy là mô hình này hai là đang thiếu biến chúng ta sẽ ghi là có p Trước khi sang ý 8 thực hiện hồi quy lượng bán theo giá của hai hàng hóa, tất cả các biến dạng logarit. Câu 8 ý 1, lượng cầu hàng hóa A co giãn đơn vị theo giá bán, đúng hay sai? Và thống kê tương ứng. Với mô hình lốc lốc thì cái hệ số của biến hệ số góc này chính là co giãn. Và co giãn đơn vị là trường hợp co giãn bằng 1 hoặc cộng trừ 1. Nếu hệ số âm thì sẽ là so sánh với trừ 1 Còn hệ số dương so sánh với cộng 1 Ở đây chúng ta sẽ so sánh nó với cả trừ 1 Gõ vào kiểm định World. Co giãn đơn vị theo giá Tức là co giãn của x mà Chúng ta sẽ gõ là C2 bằng trừ 1 hay không Nếu đúng thì là co giãn đơn vị Và p-value của kiểm định F Và cả kiểm định khi bình phương đều cho thấy Là H0 là đúng Và chúng ta sẽ ghi vào đây là là ý kiến này là đúng, co giãn đơn vị là đúng thống kê F tương ứng thì chúng ta lấy 1.743. Câu 8 y 2 phần dư mô hình có phân với chuẩn hay không? Chúng ta thực hiện kiểm định phân với chuẩn bằng cách vào view, chọn kiểm định phần dư và tìm đến cái histogram numerality test. Đọc kết quả thì chúng ta nhìn vào probability của Zocabera 0.77. Lớn hơn 0.05 cho phép chúng ta nhận giả thuyết H0. H0 là mô hình tốt tốt là có phân phối chuẩn chúng ta ghi được có PV lưu trước khi sang ý 9 chúng ta thực hiện hồi quy mô hình 2 mô hình 2 là mô hình bao gồm y uh, c biến giả biến giá là x biến giả phân loại thị trường là d1 bổ sung thêm biến tương tác nữa tức là d1 sao với x kết quả Câu 9 1, hệ số xác định điều chỉnh 0.8 này. Câu 9 2, tác động của giá lên lượng bán A có khác nhau giữa hai thị trường hay không? Tác động của giá lên lượng bán thể hiện thì nó chênh lệch bởi cái hệ số của cái biến giả tương tác với cả biến độc lập. Đây chính là cái hệ số này. Nếu hệ số này bằng 0 có nghĩa là tác động của x lên y ở hai cái thị trường là như nhau, còn nếu khác không là có sự khác nhau. Chúng ta có thể nhìn nhanh vào p-value của kiểm định T để kết luận về sự có khác nhau hay là không. Thì p-value như này cho phép chúng ta uh, bác bỏ giả thuyết H0, nhỡ H1. Nhỡ H1 thì là hai thằng này nó khác nhau. Như vậy chúng ta ghi là có. Và p-value của kiểm định T thì chúng ta lấy giá trị này. Dự báo mô hình số 4, uh, câu 10 ý 1, giá trị trung bình sai số tuyệt đối tính theo phần trăm. Thì chúng ta có thể ấn ngay vào cái forecast này. Mô hình 4 đó chính là mô hình chúng ta vừa hồi quy Ấn vào forecast Ok là chúng ta sẽ thu được cái giá trị Trung bình sai số tuyệt đối theo phần trăm Là MAPE 17.34795 Chúng ta ghi vào đây Cuối cùng là ước lượng điểm Của lượng cầu hàng hóa A trên thị trường nội địa Khi giá là bằng 8 Cái này là thao tác dự báo à, Chúng ta sẽ mở biến Giá Và biến D1 lên Chúng ta tìm xem trong mẫu đã có quan sát này chưa Trên thị trường nội địa tức là D1 nó bằng 1 Và trường hợp D1 bằng 1 thì không có giá trị nào của X nó bằng 8 cả Do đó chúng ta phải thực hiện bổ sung quan sát Thao tác bổ sung quan sát bằng cách uh, Ấn đúp chuột vào đúp chuột phải Xin lỗi đúp chuột trái vào cái rên này Nó sẽ hiện lên một cái hộp thoại cho phép chúng ta chỉnh sửa phạm vi quan sát Sửa cuối cùng là 11 Đó, À, chúng ta cần phải làm việc với cả quan sát số 11 này nữa. Do đó gõ lệnh làm việc với tất cả quan sát. Lúc này trên cái bảng spreadsheet của x với cả d1 chúng ta thấy có xuất hiện thêm quan sát số 11. Chúng ta sẽ bổ sung nó bằng cách ấn vào edit. x là bằng 8, giá bằng 8 này. Và nội địa thì là d1 bằng 1. Chúng ta ấn vào edit để lưu. Quay trở lại cái mô hình hồi quy vừa nãy Mô hình 4 Chúng ta ấn vào forecast một lần nữa Ấn vào forecast một lần nữa là chúng ta sẽ có được cái giá trị Đây phạm vi lúc này là từ 1 đến 11 rồi Ấn OK Và chúng ta mở lại cái work file Thì sẽ xuất hiện cái biến EF Mở lên và kéo xuống quan sát cuối cùng Chính là giá trị cần tìm Kết thúc đề số 1 Nếu bạn nào có thắc mắc gì thì phải comment ngay phía dưới nhé Chúng ta sang đề số 2. Uh, việc uh, nhập số liệu vào đề số 2 cũng tương tự và mình đã nhập mình đã nhập rồi. Thì cho nên là mình sẽ không làm lại nữa. Các bạn có thể tự nhập nhé. Ở đây mình sẽ mở cái file số liệu có sẵn. Đề số 2. Đây rồi. Chúng ta sẽ thực hiện uh, như vừa nãy là chúng ta sẽ mở tất cả các biến lên để thực hiện yêu cầu thống kê mô tả. Rồi vào luôn thống kê mô tả bởi vì kiểu gì cũng được hỏi. Câu 1 ý 1, độ lệch chuẩn của thu nhập. Thu nhập là y và độ lệch chuẩn là 4.4. Câu 1 ý 2, hệ số bất đối xứng của biến giá, biến giá ở đây là biến p, bất đối xứng là skewness 0.288. Câu 2 ý 1, hệ số tương quan giữa giá và tương quan thì mình cứ vào tương quan đã. Giữa giá và à, giữa lượng cầu và giá tức là của Q với cả P. Đây. Tương quan của cầu và giá nhưng mà của nữ. Nữ là D1 nó bằng 0, chúng ta sẽ giới hạn quan sát. Bằng 0. Đây chính là giá trị cần tìm lấy lại cái thông mẫu Rồi chúng ta có thể đóng cái bảng thống kê mô tả vào rồi Trước khi vào ý 3 Hồi quy lượng cầu theo giá bán Quy CP Kết quả hồi quy Câu 3 ý 1 Hà hồi quy giải thích được bao nhiêu phần trăm 20.7101% Ý nghĩa của R bình câu 3 ý 2, giá có tác động tới lượng cầu hay không tức là cái hệ số biến giá này có ý nghĩa thống kê hay không chúng ta nhìn vào p-value của t là có thể kết luận được rồi ngoài ra thì đây là hồi quy đơn nên cái p-value của f cũng chính là p-value của t ở trên này chúng ta thấy là uh, chấp nhận h không không có ý nghĩa thống kê rồi câu 4 ý 1, theo kiểm định y uh, mô hình này có phương sai thay đổi không Chúng ta thực hiện kiểm định Y trước. Hồi quy đơn nên có hay không có tích chéo nó cũng như nhau. Giữa p-value của F hoặc là của khi bình phương thì đều có thể kết luận là chấp nhận H0. H0 là mô hình tốt tức là phương sai đồng đều. Như vậy chúng ta sẽ ghi không vào đây. Và p-value của khi bình phương giá trị này. Câu 4 2 mô hình có bỏ sót biến thu nhập hay không? Thực hiện kiểm định thiếu biến vào view. Chọn kiểm định hệ số vào cái ở giữa này, omitted chúng ta gõ biến gì nhỉ? thu nhập à? Y à, với h0 là beta của y bằng 0 tức là không bỏ sót biến thu nhập biến thu nhập nó không cần thiết p-value lớn cho phép chúng ta nhận h0 tức là biến thu nhập là không cần và thống kê f tương ứng thì 3.57 đây trước khi sang y5 thực hiện hồi quy mô hình 2 hồi quy quy theo giá và thu nhập. Câu 5 ý 1, hiệp phương sai hai hệ số góc ước lượng, tức là của beta 2 mũ và của beta 3 mũ. Chúng ta sẽ vào view, chọn ma trận hiệp phương sai. Giao của P và Y chính là giá trị cần tìm. COV của beta 1 mũ và beta 2 mũ. Câu 5 ý 2, giá thu nhập cùng tăng một đơn vị thì lượng cầu không đổi. Tức là P tăng 1, Y tăng 1 Thì tức là cộng hai hệ số này vào với nhau Nó có bằng 0 hay không Nếu bằng 0 thì là thu nhập không đổi Còn nếu khác không thì là có thay đổi Chúng ta thực hiện kiểm định mua Kết quả hồi quy mẫu cộng vào nó khác không Đúng không? Nhưng mà thực tế Ở tổng thể liệu nó có khác không thật hay không Chúng ta đi kiểm định C2 cộng với cả C3 nó bằng 0 PV lưu lớn cho phép chúng ta chấp nhận giải thuyết không tức là tác động của hai biến là triệt tiêu nhau và chúng ta sẽ ghi vào đây là uh, đúng bởi vì là giá và thu nhập cùng tăng thì lượng cầu không đổi chúng ta ghi đúng PV lưu của F giá trị này câu 6 ý 1 mô hình có mấy hệ số có ý nghĩa thống kê chúng ta quay lại cái ước lượng đầu ra thì đây hệ số chặn có ý nghĩa thống kê hai hệ số góc thì chúng ta nhìn vào p-value của t để kết luận thì thấy là hai hệ số góc là không có nghĩa thống kê. Nếu cẩn thận hơn, chúng ta sẽ xem xét cả kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy, tức là kiểm định đồng thời hai hệ số này có bằng không hay không. thì nó chính là giá trị này. p-value của f cho phép chúng ta à, chấp nhận giả thuyết H0, tức là beta của 2 và beta 3 cùng lúc bằng không được. và cũng uh, kết luận của f thì cũng đồng nhất với cả kết luận của kiểm, kiểm định p ở đây. Cần lưu ý rằng trong một số trường hợp, cụ thể là khi mô hình có đa cộng tuyến nghiêm trọng, thì kiểm định thì kết luận của kiểm định F và kết luận của kiểm định T ở đây có thể khác nhau. Do đó là mình mới đưa thêm cái ý là bổ sung được cái F này. Câu 6 y 2 Ước lượng uh, Theo ước lượng thì hàng hóa A là cấp thấp hay thông thường Thì về lý thuyết Đây là cái phần lý thuyết về hàm cầu của hàng hóa A nào đó. Thì uh, nếu phụ thuộc theo thu nhập thì ra nhìn vào đây chúng ta kết luận này. Về xét cái hàng hóa cấp thấp hay thông thường thì người ta xét hệ số của thu nhập, nếu mà âm thì là hàng hóa cấp thấp, còn nếu mà dương là hàng hóa thông thường. Để phân loại cụ thể hơn, tức là chia hàng hóa thông thường thành hàng hóa thiết yếu với cả hàng hóa xa xỉ thì chúng ta phải thực hiện cái đánh giá cái hệ số co giãn và do đó là chúng ta phải chuyển dạng hàm sang dạng lốc lốc để đánh giá à, các bạn có thể chụp lại cái này vì tí nữa chúng ta lại có một ý yêu cầu chúng ta xét cái xa xỉ hay là không ấy à mà khoan đã đây cái giống một được phải xa xỉ không nhỉ tăng cùng tốc độ chị ơi hàng hóa xa xỉ có giãn lớn một hay là bằng một nhỉ Uh, cố vấn của mình cũng quên rồi cho nên chúng ta sẽ search uh, Google nhé Đây 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 sợt cái ra luôn này hàng hóa cao cấp tức là hàng hóa xa xỉ là có co giãn của cầu theo thu nhập lớn hơn một ok lớn một thế. Thực ra là mình giả vờ sai để có chuyện lên video thôi đấy Đây là cái kết quả nhá các bạn chụp lại nhé Còn chúng ta sẽ quay lại cái đề bài À câu 6 Cấp thấp hay thông thường Ở đây là người ta bảo rằng là theo ước lượng Tức là chúng ta nhìn vào kết quả để chúng ta đánh giá Ước ừ lượng của hệ số của Y là dương Nghĩa là hàng hóa thông thường Chúng ta ghi vào đây Trước khi sang ý 7 thì ta cần lưu phần dư của mô hình 2, tức là mô hình này. Chúng ta lưu bằng cách ấn vào props bên cạnh cái thẻ view, chọn tạo chuỗi phần dư và ghi vào là E2. Thôi E thôi được e đây thực hiện hồi quy e bình theo p và y e bình theo p và y chúng ta đây là một hồi quy phụ nhằm để đánh giá khuyết tật của mô hình hai và là khuyết tật nào thì chúng ta hãy nhớ rằng bất kỳ bất kỳ cái hồi quy phụ nào mà liên quan đến e bình liên quan tới trị tuyệt đối của e thì đều để đánh giá cái hiện tượng phương sai thay đổi hết và nếu bạn nào nhớ trong cái clip hướng dẫn kiểm định lỗi thì đây chính là kiểm định Plus pagan à, chúng ta nhìn vào cái P-Value của app ở dưới này để kết luận. P-Value lớn hơn 0.05 cho phép chúng ta chấp nhận giả thuyết không tức là hai hệ số góc đều bằng không hết. À, có nghĩa là mô hình không có phương sai thay đổi. Thì ta sẽ ghi vào ý câu 7 ý 1 thì ghi là phương sai hiện tượng là phương sai sai số thay đổi. Câu 7 y 2 là có mắc khuyết tật đó không thì dựa vào p-value của f để chúng ta kết luận thì p-value của f lớn như thế này cho phép chúng ta chấp nhận giờ thế không rằng cả hai hệ số góc đều bằng không nghĩa là phương sai là hằng số hằng số là nó không đổi chúng ta ghi không ở đây và p-value thì là giá trị này trước khi sang y 8 thì chúng ta cần phải đổi mô hình 2 sang dạng code of class và thêm biến giả d 1 Mô hình 2 là mô hình mà hồi quy uh, lượng cầu theo giá đúng không? Và cả thu nhập nữa. Thêm biến giả D1. Đây là mô hình 4. Hàm hồi quy có phù hợp không? Chúng ta tìm cái kiểm định này. Lớn hơn 0.05 thì có nghĩa là mô hình có hàm hồi quy không phù hợp chúng ta ghi không vào PVD của F nó chính là giá trị bôi xanh này hàng hóa A là hàng hóa xa xỉ đúng hay sai đây là mô hình dạng lốc lốc và người ta hỏi là hàng hóa A có phải xa xỉ hay không thì chúng ta quan tâm tới co giãn của cầu theo thu nhập chính là cái phần bôi xanh này à, chúng ta có thể dựa vào ước lượng điểm để kết luận Đấy, nhỏ hơn một rồi nhưng để chắc chắn hơn bởi vì bài yêu cầu là p-value của kiểm định có nghĩa chúng ta cần phải kiểm định chứ không chỉ dựa vào ước lượng điểm giống như ý số 6 nữa thì mình sẽ thực hiện kiểm định gõ xem cái C3 nó có bằng một hay không đã. Lý do tại sao? Tí mình nói sau. C3 bằng 1. Enter. PVLU của kiểm định này cho phép chúng ta chấp nhận giả thuyết C3 bằng 1. C3 bằng 1 là hàng hóa thông thường. Xin lỗi, C3 bằng 1 là hàng hóa thiết yếu. Còn ở đây người ta hỏi là xa xỉ, xa xỉ nó phải lớn một cơ. Ở đây chúng ta chấp nhận giả thuyết hàng hóa thiết yếu là nó bằng một rồi. Hàng hóa xa xỉ ở đây là sai nhá. Sai. Trời ạ. Soát như thế thôi mà vẫn bị lỗi. Chỗ này là sai nhá. Pivilio thì chúng ta lấy giá trị này chia đôi là tại vì cái cặp giả thuyết cho kiểm định này là cặp giả thuyết một phía. Còn ở đây là cặp giả thuyết hai phía, cặp bằng khác. Eview chỉ tính cho chúng ta cặp giả thuyết hai phía thôi. Nhá, nhớ nhá. Đây là p-value của cặp bằng và khác. Còn để thực hiện kiểm định này thì cặp giả thuyết mà chúng ta cần phải kiểm định nó là Nó là cặp này cơ. Và đây là giả thuyết hàng hóa A là xa xỉ, còn đây là hàng hóa A là không phải xa xỉ nhưng mà cặp này trong EV không kiểm định và PVL của cặp giả thuyết này thì bằng PVL của cặp hai phía cưa đôi chúng ta lấy cái giá trị này cưa đôi ra ra được và vì thế trong này chúng ta ghi là 0.131599 rồi những cái yêu cầu giống như ISO 8 này thì cũng có nhưng mà thực sự là rất là hiếm mình đưa ở đây để dự phòng thôi còn khả năng là trong đề thi của chúng ta là gặp nó rất là thấp câu 9 ý 1 theo Ramsey kiểm định một biến, Ramsey thêm một biến. Bốn có dạng hàm đúng hay sai? Ờ, dễ. Này là dạng hàm đúng rồi. Chấp nhận H0 đúng không? H0 của Ramsey là tốt, tốt là dạng hàm đúng, không thiếu biến. PLU. Rồi. Câu 9i2, sai số của mô hình có phân phối chuẩn hay không? Chúng ta thực hiện vào view kiểm định hệ uh, kiểm định cho sai số vào histogram normality test và p value lớn như vậy cho phép chúng ta kết luận là có phân phối chuẩn. Dự báo cho mô hình 4. Giá trị căn bậc 2 của trung bình bình phương sai số tức là MAP xin lỗi RMSA. Chúng ta ấn vào forecast. À đây là mô hình dạng lốc lốc cho nên chúng ta sẽ dự báo cho lốc quy để lấy giá trị căn bậc 2 trung bình bình phương sai số. 0 085516 làm lại này ở đây có hai thao tác bởi vì chúng ta hồi quy mô hình là lốc mà đó là dự báo cho quy và dự báo cho lốc quy ở đây chúng ta đang dự báo cho mình 4 nên chúng ta phải chọn vào lốc quy ok cho nên là lấy giá trị 0.85516 còn ước lượng điểm của lượng cầu hàng hóa A của Nam có thu nhập là 17 chúng ta sẽ xem xét các cái biến số à, chúng ta sẽ mở các biến độc lập lên Bao gồm là giá, thu nhập và biến giả, phân giải giới tính. Xem nào. Nam à. Nam là D1 bằng 1. Nhìn vào đây. Thu nhập là 17. Không có rồi. Chúng ta phải bổ sung quan sát rồi. Đúp chuột trái vào ren Sửa thành quan sát cuối là 11. Làm việc với cả quan sát thứ 11 quay lại cái spreadsheet thì chúng ta ấn vào edit để sửa xem nào giá là bao nhiêu nhỉ giá là 14 thu nhập là 17 cẩn thận nhé không có gì phải vội cả. cẩn thận thôi làm cái ý này ý cuối cùng rồi không có gì phải vội vàng cả nam là đây bằng một edit đóng nó lại quay trở lại cái bảng equation để chúng ta thực hiện forecast nhưng mà lúc này chúng ta phải để mặc định là forecast cho quy bởi vì chúng ta cần tìm tìm quy mà có phải tìm lúc quy đâu ok quy mũ thì lúc này giá trị thứ 11 chính là giá trị cần tìm rồi kết thúc hai đề ở đề số 2 chúng ta thấy có câu đáng chú ý là cái câu về xa xỉ với cả phân loại hàng hóa ấy. và cái câu dự báo này thì cái nhận định ở ý câu 10 ý 1 là nhận định của riêng mình nhá Là mình cho rằng mô hình 4 là mô hình lốc lốc Cho nên là giá trị căn bậc 2 này phải được sử dụng cho mô hình lốc lốc Còn ước lượng điểm thì mình thực hiện hồi quy à, dự báo mặc định cho quy Đấy là cái ý kiến của mình thì Có thể đúng, có thể sai Và cái này mình cũng không, không, chắc lắm Các bạn cần tham khảo ý kiến của giảng, giảng viên nhé Thế còn các yêu cầu khác không có gì đặc biệt rồi Đề số 3 mình cũng chỉ làm những yêu cầu đặc biệt thôi. Còn à, các bạn sẽ thực hiện chi tiết nhé. Các yêu cầu đặc biệt mình liệt kê ra ở đây thì bao gồm câu 2 ý 1. Ước ừ lượng điểm chi phí cận biên. À đọc 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 qua đó nhỉ. Xem nào. À, sản lượng theo à, chi phí sản lượng và giá nguyên liệu. Câu 2 là hồi quy chi phí theo sản lượng là mô hình 1 à. Mô hình 1 đây Câu 2 ý 1 là ước lượng điểm chi phí cận biên À Cái này là liên quan đến cái môn cái, cái phần lý thuyết Chúng ta có hàm tổng chi phí Đạo hàm ra sẽ là hàm chi phí cận biên Ở Đây là hàm tuyến tính nên đạo hàm nó sẽ bằng đúng cái hệ số này luôn Đây chính là ước lượng điểm của chi phí cận biên Để cho bạn nào quên Thì MC sẽ bằng gì nhỉ Sẽ bằng uh, TC phẩy TC phẩy theo biến nào Thì phẩy theo biến quy Ở kia là hàm tuyến tính thì tức là beta 1 uh, viết cho mẫu đi viết trong mẫu là beta 1 mũ beta 2 mũ nhân với cả quy mà lại đạo hàm theo quy nữa thì đương nhiên nó sẽ chỉ còn lại là beta 2 mũ thôi beta 2 mũ thì bằng 1.5 gì, gì gì đấy ra điền nó vào ý tiếp theo đáng chú ý của là câu 5 ý 2 câu 5 ý 2 à Câu 5 là sử dụng mô hình 2. Phần dư khi quy bằng 10 và P bằng 9. À, cái này là cái ý mới chứ không cũng chẳng có gì cả. Chúng ta ấn vào view. Mới này cũng chỉ là mới so với cả hai đề trước. Thế còn nếu bạn nào xem đầy đủ cả bốn video hướng dẫn thì cái này không mới. Xem nào. Phần dư khi quy bằng 10 và P bằng 9. Quy bằng 10 và P bằng 9. Chúng ta sẽ mở biến... Uh... Q và P lên để xem quan sát nào. À đây 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 đề bài có luôn. Đây đây đây. Đây đề bài có luôn. Q bằng 10 P bằng 9 nó chính là quan sát đầu tiên luôn. Cho nên là chúng ta sẽ lấy cái giá trị ở đây chính là giá trị này. Ok. Câu Câu 7, câu 8, câu 10. Câu 7 trước hồi quy chi phí theo logarit của lượng và giá hóa mình hồi quy rồi sản lượng tăng 1% thì chi phí thay đổi bao nhiêu đơn vị cái này là liên quan đến cái ý nghĩa hệ số của uh, của cái hàm số này của dạng uh, log thì chúng ta lấy thằng này chia cho 100 nhé sẽ ra cái quy tăng 1% thì TC sẽ thay đổi là uh, lấy thằng này chia cho 100 là ra 0.213 nhé. Câu bảy i2 là hệ số tương quan của hai biến độc lập trong mô hình. Hai biến độc lập ở đây là log p với cả log q. Chúng ta chưa có nó trong bộ file, chúng ta phải cần phải tạo riêng. ký hiệu là lq thì có giá trị bằng log nepe của q. Và lp giá trị bằng log nepe của p và cái hàm số để lấy log nepe nó là log ở trong này à, chúng ta sẽ mở hai biến này lên để xem tương quan của hai biến view correlation trừ 0.68 câu 8 câu 8 là sử dụng mô hình 4 à, chúng ta đóng cái này lại đóng luôn cái này à, đóng luôn cái này mô hình 4 Câu 8 là sử dụng mô hình 4. Ước lượng mức chênh lệch về hệ số chặn giữa hai trường hợp. À chênh lệch hệ số chặn nó chính là cái D1. À, tại sao thì mình có thể xem lại một chút về cái à, lý thuyết ở đây. À, lý thuyết về phần mô hình đúng không? Mô hình hồi quy. À không phải cái này, không phải cái này. Nó là phần cuối phần 5 đầu ta đây, mô hình biến giả. Trường hợp này là trường hợp uh, số 2, chênh lệch hệ số chặn và có biến độc lập. Kinh nghiệm là bạn nào mà khúc mắc phần biến giả này chúng ta cứ viết cả hai trường hợp ra. Đó là trường hợp D bằng 1 và trường hợp D bằng không rồi chúng ta so sánh xem nó khác nhau chỗ nào. Thì đây mình thấy khác nhau ở hệ số beta 3. Hệ số chặn. Hệ số chặn của trường hợp A tức là D bằng 1 thì nó beta 3 cộng beta một, Còn trường hợp uh, a ngang tức là d bằng không nó chỉ ở beta 1 thôi, chênh lệch nhau là cái phần màu đỏ này. Và nó cũng chính là cái chênh lệch của hệ số biến giả luôn. Thì lúc này hỏi về chênh lệch hệ số chặn cũng chính là hỏi về hệ số của biến giả. Chúng ta quay lại đề bài. Ước lượng mức chênh lệch hệ số chặn của hai trường hợp, tức là ước lượng này luôn. Ước lượng phương sai sai số ngẫu nhiên và hệ số sai điều chỉnh. Đây chính là ước lượng độ lệch chuẩn co cho sai số ngẫu nhiên. Chúng ta bình phương nó lên thì được ước lượng phương sai còn hệ số xác định điều chỉnh thì ngay bên trên nó adjust r square câu 10 hồi quy chi phí bình quân theo sản lượng và giá chi phí bình quân thì chúng ta lấy tc chia cho q là được đây chính là chi phí bình quân này theo sản lượng và giá thì đây chúng ta được mô hình này hàm hồi quy phù hợp không dễ rồi Nhìn vào đây để kết luận như vậy là có phù hợp. Ước lượng tổng chi phí khi sản lượng bằng 10 và giá bằng 9 thì cái này dễ rồi. Thao tác này mình sẽ không làm lại nữa. Các bạn tự kiểm tra. Kết thúc đề số 3. Chúng ta sang đề số 4. Đề số 4 có những yêu cầu nào cần đáng cần chú ý nhỉ? Các bạn có thể đọc đề. Và đề số 4 thì là câu 7 và câu 9 y2. Câu 7. Chúng ta kéo xuống. Các biến đây là biến uh, xuất khẩu, nhập khẩu các kiểu. Câu 7. À, gì nhỉ? Theo ước lượng điểm, nước nào có hệ số chặn lớn hơn? Sao câu này mình thấy bình thường mà lại đưa vào đây nhỉ? Câu 7 là mô hình 4. Ước ừ, lượng điểm, nước nào có một chặn lớn hơn thì chúng ta cũng viết ra. Đúng không? Chúng ta thấy là... Ở đây là trường hợp D D1 bằng 1 tức là nước nào ta? Nước đang phát triển là có hệ số chặn thấp hơn rồi. Như vậy nước phát triển à gì nhỉ? Các nước khác, các nước khác. Thì chúng ta sẽ ghi đây là các nước khác có hệ số chặn lớn hơn. Hàm hồi quy có đồng nhất giữa hai nhóm quốc gia hay không? Ờ, đồng nhất thì tức là cái hệ số D1 nó phải bằng 0. Thì PVLU đây cho phép chúng ta kết luận là hệ số D1 khác không rồi, có nghĩa là nó không đồng nhất không đồng nhất thì PVLU chúng ta sẽ lấy của kiểm định kiểm định T thì nó chỉ có bốn chữ số thôi chúng ta sẽ lấy cái cái khác nhá chúng ta sẽ lấy của kiểm định F đi chúng ta gõ C 3 bằng không bốn ba một chín bốn ba chín một bốn ba chín một lấy của kiểm định ưu tiên lấy của của kiểm định F nhá vì nhiều nguyên nhân không phải chỉ vì nó lấy nhiều chữ số thập phân hơn đâu mà vì nó tin cậy hơn bởi vì nếu có đa cộng tuyến thì kiểm định t có thể nó sẽ bị sai ấy. nhưng nó sẽ lấy kiểm định áp gì đó nhỉ câu 7 và câu 9 ý 2 câu 9 ý 2 câu 9 là vẫn dùng mô hình này ý 2 là việc phân chia quốc gia có thực sự cần thiết hay không nhưng mà trước đó là chúng ta là phải thêm biến giả tương tác với biến tỷ giá, tức là không phải dùng mô hình 4 mà là dùng cái mô hình bên trong đấy cơ, đây mô hình này. Việc phân chia quốc gia có thực sự cần thiết không, tức là việc thêm biến giả vào trong mô hình này có thể thiết, cần thiết hay không? À, chính xác thì phải là sự xuất hiện d1 trong mô hình này có thể thiết, cần thiết hay không? Ấy. Có nghĩa là cả hai cái hệ số này, cả hai cái hệ số của hai biến này có ý nghĩa thống kê hay không? chúng ta sẽ thực hiện kiểm định kiểm định word. Để chúng ta gõ ba bằng không c bốn bằng không enter nếu cả hai hệ số này bằng không có nghĩa là sự xuất hiện của D một trong mô hình là không cần thiết và cũng kéo theo là việc phân chia quốc gia không cần thiết p nó nó nhỏ như này cho phép chúng ta bác bỏ giả thuyết không có nghĩa là một một trong hai biến đấy là có tác động tới xuất khẩu dòng Tóm lại, kết luận là có cần thiết, phân chia quốc ra là có cần thiết và PVL chúng ta sẽ lấy của kiểm định F. Nếu không nói gì, ở đây có hai kiểm định khi bình phương với cả F, nếu không nói gì chúng ta cứ lấy kiểm của kiểm định F nhé. Kết thúc mô hình 4. Xin lỗi, kết thúc đề số 4. và chúng ta sang cái đề số 5. Câu 5, đề 5 chỉ có câu 8 y 2 là đáng chú ý thôi. Câu 8 là mô hình 4, chúng ta mở mở mô hình 4 lên đã. Đây là đầu ra của ước lượng. Xem nào. Sai lệch ít nhất giữa doanh thu và ước lượng ở trên hồi quy mẫu là bao nhiêu? Cái này chúng ta chỉ cần mở 3 biến lên, đấy là biến thật, biến ước lượng và phần dư là được. Nhìn vào đây chúng ta sẽ tìm được cái sai lệch ít nhất, nó nằm ở quan sát số 3. Và tương ứng là 0.09. Đây chúng ta ghi cái kết quả này vào. Bạn nào mà cẩn thận hơn. Muốn lấy nhiều chữ số thập phân hơn. Thì chúng ta có thể lưu phần dư. Và, và chọn quan sát số 3. Nhớ quan sát số 3 nhé. Lưu phần dư. Ở cái Resit 01 để mặc định đi. Chúng ta tìm cái Resit 01. Quên đây. Quan sát số 3. Đấy. 1896 thì chúng ta có thể lấy muốn lấy nhiều chữ số thập phân hơn thì là 896 uh, 8, 9, 6 vào đây chúng ta sang đề số 6 đề số 6 thì các câu đáng chú ý là câu 5 ý 1 câu 9 câu 10 câu 5 là mô hình uh, hồi quý phụ à câu 5 ý 1 giá trị trung bình với phụ thuộc ở đoạn này À, phần dư của mô hình một thì là e đây mình lưu rồi hồi quy e theo e bình theo y bình e bình phương cái e bình à, hồi quy phụ này dùng để kiểm tra cái phương sai sai số thay đổi rồi nhưng người ta hỏi là giá trị trung bình biến phụ thuộc tức là chúng ta cần tìm trung bình của e bình ấy. E bình trung bình đây, 10.298 uh, các kiểu. Tiếp theo là câu 9 và câu 10 đúng không nhỉ? Câu 9, câu 10 là sử dụng mô hình mô hình 3 này, câu 9 hồi quy hai biến độc lập của mô hình 3 theo nhau có hệ số chặn. Mô hình 3 là mô hình có biến căn x và biến x tức là biến uh, x và biến z. Chúng ta phải hồi quy x và z theo nhau. hệ số xác định. Đây. Bản thân mô hình này có đa cộng tuyến hay không? Thì rõ ràng là không bởi vì đây là hồi quy chỉ có một biến độc lập thôi nên không có đa cộng tuyến cho cái này. Câu 10. Chia phương trình số 3 cho căn của x và thu được mô hình 4. Thì thực ra là cái này các bạn nhìn đáp án là các bạn cũng thể hiểu cái ý của mình rồi. Mô hình 3 là mô hình bao gồm các biến x và z tức là căn bậc 2 của x này. Khi chúng ta chia mô hình cái này có lẽ mình viết lại đây. Rồi đây là mô hình 3, khi chúng ta chia cả hai vế cho căn x. Trước khi vào ý 10 thì người ta hướng dẫn là chia mô hình 3 cho căn bậc 2 của x và mô hình 3 là mô hình có hai biến xz tức là x và căn x. Chúng ta chia cả hai vế thì nếu bạn nào xem về cái video về kiểm định khuyết tật thì đây chính là một cái phương pháp để khắc phục phương sai số thay đổi. Và cái phương pháp này gọi là phương pháp bình phương và nhất tổng quát, GLS. Quay trở lại đây. À, chúng ta cần phải ước lượng cái mô hình này. Mô hình số 4 đúng không? Ôi giời. đây mô hình 4 mình đã hồi quy rồi. Y chia Z, Z ở trong bài là căn X. Ấy. Một phần Z nó chính là cái này, một phần X x chia z nó chính là z luôn cái này mình có thể thay bằng z luôn beta 3 tương ứng là hệ số chặn của mô hình số 4 nhưng mà nó lại là hệ số của biến căn biến z trong mô hình 3 đấy có cái này nó vẫn là sai số thôi chúng ta thu được cái mô hình hồi quy này câu 10 ý một là x tăng một đơn vị thì y tăng tương bao nhiêu tức là hỏi tác động của x tới y và cái này chỉ là hồi quy phụ để đánh giá lại tác động của x tới y ở đây mà thôi và tác động của x tới y và x tăng một đơn vị thì delta x nó bằng một chỉ còn lại cái phần trong ngoặc cái thôi và beta hai chúng ta sẽ lấy beta hai kết quả của hồi quy này để ta thay vào beta hai mũ thì bằng là trừ hai ba hai này các kiểu này beta ba mũ thì bằng hai hai năm chín chín ba chia cho hai căn ba hai của x ở đây mình ghi là x thường là tại vì hàm ý là nó là một quan sát nhất định một giá trị cụ thể của x còn x lớn là biến ngẫu nhiên x nhỏ là giá trị cụ thể hệ số xác định thì dễ rồi đúng không chúng ta lấy cái hệ số này là được kết thúc đề số 6 chúng ta sang đề số 7 đề số 7 đề số 7 có những câu nào đáng chú ý nhỉ câu 4 ý 1 câu 8 ý 2 và câu 10 đề số 7 câu 4 ý 1. Câu 4 ý 1 là mô hình 2. Đồ thị doanh thu theo giá có đỉnh hay đáy? Mô hình 2 là mô hình hồi quy doanh thu theo giá dạng bậc 2 đầy đủ. Và hệ số của bậc 2 nó âm như này thì có nghĩa là cái dạng này là hyperbole với cái đỉnh đúng không? Có đỉnh. Tức là có giá trị lớn nhất ấy có cực đại. Thì nó ghi là đỉnh. Câu 4 y 1 này, câu 8 i 2. À, mức ý nghĩa nhỏ nhất bao nhiêu thì tất cả các hệ số có ý nghĩa thống kê. Với mức ý nghĩa 5% như bình thường thì chỉ có hai hệ số là hệ số C và hệ số của biến D1 là có ý nghĩa thống kê thôi, còn hệ số của biến P là không có. Và yêu cầu của chúng ta bây giờ là cần tìm mức ý nghĩa nhỏ nhất, tức là phải tìm cái alpha nhỏ nhất để sao cho cả ba hệ số này đều có ý nghĩa thống kê. Thế thì chúng ta phải xem lại cái kiểm định ý nghĩa thống kê cho hệ, hệ số hồi quy một chút. Và chúng ta nhớ rằng cái nguyên tắc bác bỏ H0 Bác bỏ H0 là có ý nghĩa thống kê nhá Để có ý nghĩa thống kê Thì P value Phải nhỏ hơn mức ý nghĩa Tức là Cả ba cái hệ số này muốn có ý nghĩa thống kê Ở mức alpha nào đó Alpha là cái mà chúng ta cần phải tìm ấy. thì cả ba cái p value này phải nhỏ hơn cái alpha cần tìm đấy. 0.006 nhỏ hơn nó, 0.0044 nhỏ hơn nó và 0.6382 cũng phải nhỏ hơn nó. Thế thì chúng ta sẽ lựa chọn ngay cái giá trị này Nhưng mà nó đã bị làm tròn rồi đúng không? Chúng ta sẽ gõ vào kiểm định ép Để lấy một cái PVLU mà có độ dài nó dài hơn Nhiều chữ số thập phân hơn Chúng ta cần tìm alpha nhỏ nhất Sao cho nó lớn hơn cái con số này Thế thì chúng ta sẽ chọn con số là 0 638241 Là được đúng không? 0.638241 Ngoài câu 82 ra Chúng ta còn có câu 10 cũng đáng chú ý ở đây Sẽ nào câu 10 là đặt Biến lượng bán là quy Chúng ta nhớ rằng là doanh thu TR Thì luôn luôn bằng P nhân với cả quy Tức là giá nhân với cả lượng bán được Như này đúng không Do đó lượng bán quy Chúng ta sẽ được tính bằng là TR chia cho P À, do đó là chúng ta sẽ tạo biến à, Q thì bằng TR chia cho P Enter Biến Q đến đây Rồi nhá, tiếp theo là hồi Quy QCP Enter như thế này à, Sau đó thực hiện thì dễ thôi Các bạn có thể tự thực hiện được Câu 10 ý 1 thì giá tăng một đơn vị ước lượng lượng bán thay đổi bao nhiêu nó chính là giá trị này đúng không và lượng có thực sự phụ thuộc vào giá hay không chúng ta thực hiện kiểm định f cho sự phù hợp xem cái hệ số này nó có bằng không hay là khác không thì cái p value này để kết luận chỗ này mình ghi thiếu là có đúng không có phụ thuộc p value nó nhỏ như này để có phụ thuộc rồi đấy với đề 8 thì chúng ta có bốn câu đáng chú ý như sau câu 3 là mô hình 1. Mô hình 1 đây mình đã hồi quy rồi. Hồi quy sản lượng theo biến giả phân loại loại hình doanh nghiệp. Ý thứ nhất là ước lượng điểm sản lượng trung bình của doanh nghiệp nhà nước. D1 bằng 1 là tư nhân bằng 0 là nhà nước. Chúng ta sẽ thay D1 bằng 0 vào cái hàm hồi quy này thì sẽ được cái 15 này nó chính là cái y trung bình khi D1 bằng 0, tức là y trung bình của doanh nghiệp nhà nước. Ý 2 là biến D giải đến bao nhiêu phần trăm thì R bình rồi, không khó. Câu 4 ý 1. Sản lượng trung bình có khác nhau giữa hai loại hình doanh nghiệp hay không? Là cái hệ số biến giả này rồi. Nếu hệ số ở đây 1 bằng 0, tức là chúng ta bỏ cái dòng này đi thì rõ ràng là hai doanh nghiệp như nhau. Còn nếu khác không là có. Thì yêu cầu đưa đến việc kiểm định ý nghĩa thống kê cho hệ số ở đây 1. Chúng ta nhìn vào đây chúng ta chúng ta có thể kết luận được rồi. Hoặc là nhìn vào cái p value của kiểm định F cũng kết luận được là cái hệ số biến D là khác là bằng 0. Như vậy là không khác nhau. Câu 8i2, 8i2 và 9i1, câu 8i2 này, mô hình 4, mô hình 4, hệ số có giãn của sản lượng theo vốn, thì đây là mô hình dạng uh, code of class, dạng lốc lốc, hệ số có giãn của sản lượng theo vốn, nó chính là cái hệ số của biến lốc K, thì đây chính là có giãn của sản lượng theo vốn. Câu 9i1, quá trình sản xuất, hiệu quả không đổi theo quy mô đúng hay sai thống kê F thì chúng ta xem lại một chút về cái hiệu quả theo quy mô của doanh nghiệp với cái hàm sản xuất quy theo K và L với dạng hàm cốt ốc class cái hiệu quả sản xuất theo quy mô được đánh giá bởi tổng hai hệ số góc này nếu tổng hai hệ số góc bằng một là hiệu quả không đổi nếu khác một là hiệu quả thay đổi lớn hơn một là hiệu quả tăng theo quy mô nhỏ hơn một là hiệu quả giảm theo quy mô tức là chúng ta dẫn đến việc kiểm định cho hai tổng hệ số góc C2 cộng C3 bằng 1 Enter Bằng 1 là hiệu quả không đổi Khác 1 là thay đổi PV lưu lớn cho phép chúng ta nhận H0 Tức là chấp nhận trường hợp bằng 1 Và Theo đó thì ý kiến là đúng Và thống kê F thì nó lấy giá trị này Ok xong Nếu có bất kỳ cái câu hỏi nào hay ý hỏi nào của 8 đề này mà các bạn cần phải chữa chi tiết thêm thì có thể comment ở phía dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc bạn ôn tập tốt và đạt kết quả cao nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lý thuyết và hướng dẫn bài tập tự luận tiếp theo trên kênh Educarini.